Các anh chị, hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Super Dream đời cuối 2001. Xe còn khá là liền lạc và đẹp, chính chủ, bao thử, bao test, bao ký giấy sang tên toàn quốc luôn nha các bạn. Xe này thì rất là phù hợp với lại các cô chú anh chị lớn trung niên đi thì cực kỳ là phù hợp, bởi vì xe này đi nó rất là nhẹ, bền và đầm. Đó, xe này thì đi ngon lắm các bạn, đi xa, đi chạy yên đầm, đi nói chung đi ngon, cơ bản là ngon, máy móc thì chuẩn chỉnh, ngon lành, im du, bình đề đầy đủ, máy móc im ái, đi xa tốt, lợi xăng, ít hư hỏng vặt. Đó, sơn zin, bấm điện còn nguyên. Em này mang biển số 51S3-3211. Và với một cái chiếc xe Honda Super Dream còn khá là liền lạc, sạch đẹp như vậy. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trước ra đằng sau, mua về chỉ việc đề máy lên là chạy thôi. Đề máy lên nổ rồi. Không một mọt. Đó, và với chiếc xe Honda Super Dream đời 2001 này thì mình mong muốn bán với giá là 22 triệu 500 nha các bạn. Xe là bao thử, bao test, bao ký giấy sang tên, và khi mà làm giấy tờ nghiêm chỉnh, các bạn các anh chị khách hàng cầm giấy tờ trong tay và mới nhận thanh toán. Em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.